Thưa Sư, con kính mong Sư nêu quan điểm của mình về vấn đề sau. Hiện nay rất nhiều các thầy bên Phật giáo phát triển đều có ô tô và tiền thì từ sự cúng dường của thí chủ. Ở ngoài miệng thì tất nhiên ai cũng nói là đi làm Phật sự, đi xa, chở đồ, đến nhà Phật tử làm lễ. Nếu họ sử dụng ô tô vào mục đích cá nhân thì ta không còn gì để nói. Nhưng nếu các thầy ấy sử dụng ô tô với tâm xả thân vì đạo, không có tâm hưởng thụ ở trong đó, thì có phù hợp với một vị tu sĩ không? Con kính tri ân Sư. Xin thưa với quý vị á, nếu như quý vị chịu khó đi nhiều nha, đi ra nước ngoài thì quý vị sẽ thấy là ở Thái Lan các sư Phật giáo Nguyên Thủy vẫn dùng xe, các chùa vẫn có xe của chùa vẫn có. Quý vị có sang bên Miến Điện thì vẫn thấy là các thiền viện lớn nha, như thiền viện Pa Ốc vẫn có xe. Mà quý vị biết thiền viện Pa Ốc là nổi tiếng về giới luật á, giới luật là nghiêm trì giới luật, và ở thiền viện vẫn có xe. Và Sư không biết là ở Tích Lan như thế nào, nhưng mà Sư tin thì chắc cũng tương tự như thế thôi. Ở Việt Nam thì các chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy thì vẫn có xe. Cái vấn đề ở đây á, là mình sử dụng nó vào mục đích gì, chỉ đơn giản thế thôi. Nó không có dùng cho mục đích cá nhân như quý vị nói đó, chỉ cần không dùng, nếu dùng mục đích cá nhân thì không còn gì để nói. Còn nếu như mà dùng cho mục đích chung thì như vậy có hợp với luật hay không? Thì chắc có lẽ là một hôm nào đó Sư có dịp đi Miến Điện thì Sư sẽ lên hỏi thử các trường thiền Pa Ốc thử xem đối với các ngài thì ý kiến các ngài như thế nào về việc sử dụng xe ô tô. Nhưng mà như Sư thấy thì đối với các ngài ấy, thì các ngài xem đây là một công cụ, một phương tiện di chuyển. Quý vị nhớ là trong bài kinh cúng dường ấy, thì có phần cúng dường xe, tức là cúng dường phương tiện di chuyển. Cho nên là nói nó kỳ, chứ đôi khi á, mình cứ muốn ông sư theo ý của mình, chứ mình không có muốn là ông sư theo ý của kinh, hay là ông sư theo ý của pháp. Tức là ông sư ổng có tu hành gì hay không, ổng có làm cái gì nó lợi lạc, nó đúng đắn hay là không. Mà mình theo cái suy nghĩ cá nhân của mình á, thì đôi khi nó rất là kẹt. Nếu như mà quý vị gắt tới mức độ đó thì chắc có lẽ là các sư thậm chí là không được ngồi máy bay. Tại vì ngồi máy bay chung với phụ nữ, chắc chắn có phụ nữ rồi, ngồi máy bay là chắc chắn chung phụ nữ, là các sư sẽ không được ngồi máy bay. Các sư cũng sẽ không được ngồi xe đò, xe buýt, mà các sư chỉ được đi bộ thôi. Theo cái kiểu như thế thì chắc có lẽ là chư tăng chỉ còn có khả năng đi bộ. Thì như vậy nó rất là kẹt. Chúng ta coi chừng á, chúng ta rơi vào một cái cực đoan thì nó không có nên. Và không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Dạ, Đại Đức hoan hỷ chờ tí xíu để chỉnh. Dạ rồi. Dạ, kính thưa Đại Đức Hạnh Tuệ, kính thưa quý vị, những cái điểm mà chính á, thì Đức Hạnh Tuệ đã trả lời cho quý vị, thì Sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm của Đức Hạnh Tuệ. Ở đây thì Sư á, sẽ nói một cái điều này. Xin thưa quý vị, tại vì quý sư trả lời á, cái điều chủ trương, quý vị, quý sư trả lời điều chủ trương là khi mà nói cái điều gì á, đều phải dẫn chứng á, là trong kinh và luật, nghĩa là tức là dạy Đức Thế Tôn. chứ quý sư ở đây không có trả lời suông và theo cái tư kiến của mình, hay là theo cái mình nghĩ sao mình nói như vậy, đó không phải. Thưa quý vị, ở đây là quý vị hỏi trường hợp mà gọi là xe ha. Thú thật quý vị là lúc mà trước mà sư khi sư đi tu á, sư là một người cư sĩ mà đại loại như chập chững mới biết đạo á, thì sư bản thân sư cũng mắc một cái lỗi, thì bị mắc một cái lỗi là gì, giống như là này sư kể thật, rất là thật luôn nha, rất thật về bản thân sư, là có một lần á sư thấy một cái vị sư xài một cái MacBook đó, thì vị đi biết MacBook đi đừng bèo cũng phải là cỡ 1.000 ha, cỡ 1.000 đô đi, 1.200 đó. Thì lúc đó mình chưa biết gì hết mà mình vội vàng phán xét, mình nói ủa tại sao mà tu hành mà xài sang này nọ cái gì đó. Thì như vậy đó là câu chuyện của sư. Rồi sư cũng ví dụ thêm quý vị một vài trường hợp đó. Thí dụ mai này quý vị đi máy bay đi, quý vị sẽ thấy ồ sao có những cái vị sư mà họ không cái đi cái hạng phổ thông mà họ lại đi những cái hạng giống như first class nè, business class nè, đúng không? Thậm chí là trong đời quý vị sẽ thấy tại sao có những cái vị sư mà họ xài iPhone 14, 15 đó, cái nào mới ra là có, đúng không? Rồi thậm chí có những vị sư mà xài sao họ bước xuống từ những chiếc Bentley, những chiếc Rolls Royce. Vì sao? Đúng không? Quý vị sẽ nói là quý vị sẽ tự hỏi mình là ủa vậy cái này là ít nhất quý vị sẽ tự đặt hỏi là Đức Phật cho phép hay không, cho phép những cái đó hay không. Thì xin thưa quý vị, thì chúng ta phải y cứ vô cái lời gốc Phật dạy ở trong Tăng Luật có cái 4 điều đó gọi là 4 đại cứ pháp. 4 đại cứ pháp theo luật còn gọi là 4 pháp dung hòa. Bây giờ sư sẽ nói lên 4 cái điều này trong chánh tạng nha. Ở này nằm ở Tạng Luật hình, trong đại phẩm thưa quý vị. Đó. Chánh kinh đó. Đó. Thì sư sẽ nói 4 điều này và sư sẽ sau đó sư sẽ phân tích cho quý vị biết là khi mà mình thấy như vậy mình phải hiểu như thế nào, cái thái độ mình như thế nào để mình hiểu đúng tinh thần là Phật dạy, để mình tránh rơi vào cái thái độ mà gọi cực đoan, không? Mình phán xét thế này thế kia, không? Mà mình một khi mình cực đoan mình phán xét đó là quý vị biết dòng tâm là dòng tâm gì đó, chắc chắn là dòng tâm bất thiện đó, chứ không nào mà dòng tâm thiện nữa chứ. Đó. Thì trong 4 pháp dung hòa còn gọi là 4 đại cứ pháp theo luật Maha Ba Đề Xá, thì Đức Thế Tôn ngài mới quy định cho hàng đệ tử của ngài như vậy. Cái thứ nhất là điều mà Đức Phật không ngăn cấm, nhưng nếu điều ấy không thuận lẽ đạo thì không nên làm. Điều thứ hai là điều mà Đức Phật không ngăn cấm, nhưng nếu điều ấy mà thuận lẽ đạo thì làm được. Cái điều thứ ba, điều mà Đức Phật chưa cho phép, nhưng nếu điều ấy không thuận lẽ đạo thì không nên làm. Thứ tư, điều mà Đức Phật chưa cho phép, nhưng nếu điều ấy thuận lẽ đạo thì làm được. Thì trong cái 44 cái điều mà cứ pháp trên có 2 điều chưa ngăn cấm làm và 2 điều chưa cho phép làm. Thì tụ chung là ý nghĩa là cả 4 điều này có ý nghĩa là sao? Có ý nghĩa là các sự việc chưa hình thành giới luật mà Đức Phật đã chế định, nhưng vị tỳ kheo trước khi làm các việc ấy phải nên cân nhắc xem có thích hợp với tinh thần tu tập hay không, rồi mới làm. Nếu nghĩ rằng điều ấy không có trong giới luật rồi làm hoặc không làm thì ắt bị đời khiển trách. Cho nên Đức Phật đưa ra cái 4 cái y cư pháp này để cho chư tăng dễ hành xử. Đó. Thì bây giờ suy lại cái vấn đề mà tại sao sư lại đưa ra những cái ví dụ mà giống như là một ngày quý vị đi máy bay đi, quý vị thấy ồ có những vị sư đi hạng không phải đi hạng phổ thông mà đi hạng first class, business class, đi phán xét liền. Thì xét liền ồ tu mà sao đại loại hưởng dục thế này ha, hay là gọi là đó kiểu như là phung phí địa hạn đó, mà quý vị đâu biết được, quý vị đâu có biết được rằng đây là chuyện có thật. Những ngài Tam Tạng bên Myanmar là thí chủ mà thỉnh mấy quý ngài qua, thậm chí ngài những ngài thiền sư mà lỗi lạc đó. Đó giống như ngài Ba Ốc hay không đó, mấy ngài thì chưa lạc bây giờ đó của dòng thiền Bóc đó, kiểu này nữa đó, hay là những ngài thiền sư mà dòng thiền Ma Siêu vân các kiểu đó, ngài Tam Tạng này đó. Là quý vị đâu biết được là khi mà thí chủ người ta phát tâm trong sạch, người ta muốn cúng dường phương tiện cho các ngài là nó được thoải mái, được trọn vẹn, thì họ đặt những cái hạng giống như là những cái hạng giống như là first class business class đó. Rồi mình không biết đâu, mình đâu có biết. Rồi mình phán xét, mình nói để tu hành mà sao đó là xài sang thế này kia, thì quý vị nghĩ thì chẳng khác nào mình đang mang một ác nghiệp, đúng mà. Mà vốn dĩ á, làm tại sao lại sư lại chích cái 4 cái điều đó? Rõ ràng Đức Phật, quý vị nghe sư Đức Phật nó đâu có cấm đâu, đâu có cái việc này nè, cái việc mà thí dụ mà thí chủ họ cúng dường cái phương tiện đi á, cho thuận lợi cho chư tăng để cho họ có phước thù thắng, mong Đức Phật. Cái này là phù hợp với lẽ đạo thôi, chứ người đâu có gọi gì là mà gọi là ví dụ. Và thậm chí vị biết á, ở bên Miến Điện á, có cái vùng gọi là cái hội In Lê á, cái vùng đó làm một của bộ y tơ sen á, sư từng lên đó này nha, chứ không phải là chưa từng lên mà đi nó bừa nha. Là một bộ y á, một bộ y mà làm bằng tơ sen quý vị, là 4.000 đô, 4.000 đô đó. Nó như vậy đó. Mà có những cái vị đại thí chủ đó, thỉnh cái bộ y đó cúng dường cho các ngài thiền sư, ngài pháp sư đó lỗi lạc. Mà cái sự kiện này vốn như trong thời Đức Phật có, quý vị, có những cái bộ y mà tôi nhớ trong tàng luật đó là trị giá rất là giá trị như, tương tự như vậy đó, mà rio ra là như là mấy ngàn đồng vàng đó. Đó, cúng dường cho tăng đoàn, cúng dường cho Đức Phật, cúng dường cho các vị thánh tăng, các ngài vẫn nhận. Vậy không lẽ giờ mình nói là mấy ông sư tự nhiên, mấy ông sư đi tu không ơi, mặc y phấn tảo, mặc y vải thô này nọ kia, mặc mấy cái y xịn không, về hưởng dục này nọ, thì mình nếu mình nghĩ như vậy là nó rơi vào trạng thái cực đoan. Cho nên đó, là thật sự còn rất nhiều trường hợp, nhưng mà chung quy á, là sư chỉ muốn nhắc trước khi mà kết thúc câu hỏi này á, là sư muốn gửi gắm quý vị là mình thấy những cái hình thức mình thấy bên ngoài, hiểu không? Mình thấy bên ngoài, thí dụ một cái vị sư đó hay là một cái tăng đoàn đó, một cái chùa đó đó, họ có, mình nhìn vô mình thấy có thể là họ được đi xe xịn, hay được ăn ngon, đúng không, hay được mặc bộ những bộ y xịn đó, được những cái phương tiện rất là tốt. Thì sư nói vậy là mình khoan khỏi phán xét rồi đó. Cái điều quan trọng nhất á, là nếu ở đây sư nói thẳng nha, nếu mà những cái vị đó mà họ sử dụng những cái đồ mà tốt á, những cái vật dụng mà tốt, họ chỉ xem đó là phương tiện, cái nội tâm họ không dính mắc, đúng không? Thì cái điều đó là tốt cho họ, đối bên họ. Còn nếu mà họ dính mắc, họ có xu hướng hưởng thụ, thì cái đó là cái nỗi khổ lâu dài trong họ, sinh tử luân hồi của họ. Vậy thì bây giờ cái nhiệm vụ chúng ta là gì? Nhiệm vụ chúng ta là chúng ta giảm bớt mà ngưng phán xét đi, chúng ta chỉ ghi nhận vậy thôi, đúng không? Đó là cái điều tốt nhất, đúng không? Để mình ít nhất là mình hiểu được 4 pháp dung hòa mà trong tàng luật Đức Phật nói. Nói như vậy đó. Trừ khi nào, chứ nhấn mạnh nha, trừ khi nào mà những cái điều mà cái vị sư đó hoặc tăng đoàn đó họ làm mà người đời thế gian chê trách rất là nhiều, và cái pháp luật quốc độ đó cũng không cho phép đó, thì cái đó là chúng ta mới lên lên án. Còn những cái điều mà giống như là nãy sư nói đó, thí dụ người ta có thể cúng dường phương tiện, cúng dường những cái phương tiện đi lại, hoặc là những cái laptop, những cái đồ tốt, chung quy là những cái đồ tốt đó, để cho quý sư hay tăng đoàn đó để được thuận tiện cho công việc hoàn pháp đó. Mà mình vội vàng phán xét thì cái điều đó nó không nên, quý vị. Nói chung chung quy là trước khi cái điều gì mà mình muốn phán xét đó, phải nên cẩn thận để mình tránh nó rơi vào cực đoan. Thì mong là quý vị đó, ghi nhớ lại là 4 cái điều mà 4 cái đại cứ pháp theo luật, hay còn gọi là 4 cái pháp dung hòa này nè. Thì đây là công thức gốc để quý vị biết đó, là cái điều gì mà chư tăng được làm, và cái điều gì chư tăng không được làm, và cái điều gì mà chư tăng làm mà thế gian đó là chê trách, và cái gì điều gì thế gian không chê trách đó, thì quý vị sẽ hiểu rõ. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Xin tri ân Đại Đức Tuệ Tường. Khi mà Đại Đức nói thì sư mới nghĩ đến 2 chuyện. Một chuyện là một vị sư, cái này cũng một vị trưởng lão, nói với sư thì sư thấy cũng có lý. Đó là Phật tử họ học, một số người họ học đạo riết rồi họ chỉ bố thí nô lệ thí, tức là họ không bao giờ cúng đồ xịn. Mà nếu như họ thấy ai mà cúng đồ tốt á, là họ khó chịu dữ lắm. Ý của họ là một vị tu sĩ là phải bần tăng khổ sải, phải đầu đà khổ hạnh như ý họ muốn. Chứ còn mà một vị tu sĩ mà được người ta cúng đồ tốt á, là họ không vừa lòng. Để coi chừng nghe, cái đó là tâm bất thiện. Tại vì như Đại Đức Tuệ Tường nói, trong kinh có rất nhiều trường hợp người cư sĩ họ vì lòng tín mộ, họ cúng dường những cái đồ thiệt là tốt đến cho tăng đoàn. Bởi vì trong tâm của các vị ấy, họ chỉ muốn chư tăng có được điều kiện tốt nhất để tu tập. Chứ còn mà mình cẩn thận cái đó, tức là mình làm riết rồi chắc có lẽ là chư tăng chỉ có đầu đà khổ hạnh vô rừng thì mới vừa ý của mình thôi. Còn cái thứ hai á, là Đại Đức có nói là những vị tam tạng hoặc là các vị thiền sư lỗi lạc như là thiền sư ở thiền sư Pa Ốc hoặc là Mahasi thì được cúng các cái vé first class hoặc là business khi mà đi máy bay. Thì một số vị sẽ cảm thấy cái đó đương nhiên. Nhưng mà một số sư khác mà đi cái đó tôi không chịu. Tức là chỉ những vị này thôi là đi là tôi thấy ok. Tại vì vị này nổi tiếng, chắc chắn là nổi tiếng. Còn các vị khác là không được. Tôi không biết ông này là ai, ổng là cái gì mà ổng được ngồi đó. Còn các vị như ngài Mahasi, ngài Pa Ốc, ngài ngồi thì được. Còn mấy ông là cái thứ gì ông ngồi thì coi chừng đó lại là một tâm bất thiện khác. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình nhìn một vị sư đó, mình có biết giới của vị đó hay không, có biết định của vị đó hay không, có biết tuệ của vị đó hay không. Mà thế gian này thì thường y cứ trên sự nổi tiếng của một vị nào đó. Các vị như sư nói, các vị tam tạng hoặc các ngài thiền sư như ngài Pa Ốc, ngài Mahasi thì đương nhiên đối với sư các ngài ấy cũng hoàn toàn xứng đáng đối với sự cúng dường của thí chủ. Thậm chí là lên một cái chuyến bay, thí dụ như qua Mỹ mà người ta cho người ta cúng dường một cái vé gọi là hạng sang nhất ấy, hình như là cả mấy trăm triệu một vé đó, mấy trăm triệu một vé thì sư vẫn thấy ok. Tuy nhiên không vì lẽ đó mà mình xem các vị khác là không xứng đáng nhận cúng dường. Bởi vì rõ ràng chúng ta không có thần thông. Làm sao quý vị biết giới của vị ấy, định của vị ấy, tuệ của vị ấy? Thì mình đưa đến cái chuyện là mình so sánh, rồi mình đưa đến cái chuyện là mình coi thường một vị tỷ kheo mà mình không biết. Đừng nói tỷ kheo, ngay cả một vị sa di. Quý vị nhớ ở trong kinh tạng, một vị sa di 7 tuổi vẫn có thể chứng đắc A-la-hán. Chúng ta rất dễ coi thường người khác mà chúng ta phán đoán họ dựa trên sự nổi tiếng. Là coi chừng địa ngục, cái cửa địa ngục nó mở ra cho mình không thấy. Và Đại Đức Tuệ Tường có nói thêm một ý thứ ba và sư thấy cũng đúng, đó là trừ khi vị ấy làm một việc mà tiếng đời chê trách. Sư lấy ví dụ báo có đăng, chắc cũng lâu rồi quý vị cũng biết, có một vị sư là mua nguyên một chiếc chuyên cơ, ngồi trên chiếc chuyên cơ để mà đi, rồi đeo kính mát, rồi ngồi lái chuyên cơ. Thì sư đồng ý cái đó là bị tiếng đời chê trách, cái đó không nên. Rõ ràng cái đó không nên, tại cái đó tiếng đời nó chê trách. Nhưng mà những cái còn lại thì chúng ta nên có cái nhìn khách quan. Quý vị biết là ở trong chú giải Pháp Cú á, là có trường hợp là người ta cúng dường cho Đức Phật quá khứ nha, Đức Phật ông trưởng giả Ram á, ông trưởng giả Ram là ổng đời quá khứ, ổng từng cúng dường cho Đức Phật là một cái nhà, gọi là một cái chùa, không phải một cái chùa, một cái giảng đường, là bằng vàng rồng. Rồi ổng có làm cái con voi để gác chân, gọi là cái bục gác chân bằng vàng rồng. Mà như không phải con voi, ổng làm con cừu. ổng làm thành cái hình con cừu bằng vàng rồng. Cho nên á, là khi mà đời sau sanh ra là ổng có con cừu nó đẹp lắm, mà con cừu lúc nào nó cũng phun ra vàng cho ổng xài hết trơn. Rồi ông trưởng giả gì đệ nhất ở chỗ vua Bimbisara đó, là ổng giàu đến mức độ mà coi như là nói để tưởng là ổng không, bà vợ của ổng là bà vợ xứ Bắc của Lưu Châu đó, mà ổng nấu ăn là ổng không bao giờ xài lửa, thắp sáng cũng không bao giờ xài lửa, giàu hơn cả vua Bimbisara. Mà vua A Xà Thế thấy như vậy đó, qua đánh không được. Ổng giàu dữ lắm, dữ thần, coi như là mười mấy cái bức tường thành mà bao quanh cái tòa dinh thự của ổng. Ổng giàu cực kỳ. Tại sao ổng giàu như vậy? Là bởi vì đời quá khứ ổng từng cúng dường một giảng đường toàn là vàng rồng châu báu, cúng đến Đức Phật, và ổng chỉ thỉnh Đức Phật là đến đó nhận cái đó, rồi sau đó là Ngài thuyết pháp, thiên hạ tới là coi như là để hấp dẫn, mà hấp dẫn thiên hạ tới, thì khi bởi ông nghĩ là thiên hạ tới như vậy thì họ sẽ nghe pháp được. Rồi thậm chí khi tới như vậy là người ta ổng cho người ta là nắm được bao nhiêu vàng bạc châu báu đem về được, cứ đem về. Người ta hồi xưa làm phước tới như vậy, mình bây giờ chỉ có chút xíu thôi mà mình so đo chi ly quá thì nó cũng kẹt. Thành ra tại sao bây giờ phước chúng sanh nó yếu đó, nói vậy đó. Thành ra là sư mong là quý vị có cái nhìn đó, nó khách quan hơn ha. Chứ còn sư cũng ngại, sư cũng không dám kêu gọi, quý vị hỏi kiểu đó thì bây giờ sư cũng không dám kêu gọi. Mà bây giờ lỡ kêu gọi rồi mất công, giờ không ai lo thì không biết là mai mốt chùa cái phương tiện đi lại, rồi trong các khóa tu, rồi chở đồ chở người, rồi sắp tới tính làm sao nè đó. Đôi khi là nó cũng kẹt. Thôi đi qua câu hỏi tiếp theo.